Xin chào, đây là bản tin VFTV 247. Trước khi đến với những tin chính, anh em hãy dành cho Trang những lượt like, những nút chia sẻ để đông đảo khán giả biết tới Việt Nam Football TV. Xin cảm ơn anh em. MU dùng chiêu độc chiêu mộ thần đồng Bellingham. Câu lạc bộ này đã cạnh tranh rất quyết liệt để thỏa thuận với Bellingham, vì đó sẵn sàng chi 30 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Birmingham, đồng thời trả lương cao cho Bellingham. Trong động thái mới nhất, MU cho thấy quyết tâm giành Bellingham bằng được khi cam kết đưa tiền vệ này vào thẳng đội hình của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer theo Standard. Cho dù tuyến giữa của MU đang chật chội, nhưng Ole Gunnar Solskjaer vẫn có thể xếp và trao cội ra sân thường xuyên cho Bellingham. Đây được xem là điều quan trọng nhất với bất cứ câu lạc bộ nào muốn giành Bellingham ở thời điểm này. Tài năng trẻ người Anh sẽ tròn 17 tuổi vào cuối tháng 6 tới và ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là được đá chính, qua đó tiếp tục cải thiện và phát triển bản thân. Chelsea bất ngờ đàm phán với mục tiêu của Barca. Thông tin đã được tờ The Guardian tiết lộ khi Chelsea rất nghiêm túc trong việc hỏi mua Pjanic. Theo đó, The Blue dự tính sẽ đề nghị phía Juventus đổi ngang, tức đề nghị Jorginho sang Turin, còn Pjanic ra đi theo chiều ngược lại. Lâu nay, huấn luyện viên Mauricio Sarri vẫn khao khát tái ngộ với cậu học trò cưng Jorginho, người đã quá hiểu triết lý của ông thầy từ hồi còn làm việc cùng nhau tại Napoli rồi Chelsea. Do đó, thương vụ này nghe chứng rất khả thi thay vì chỉ là trên giấy. Hồi đầu tuần này, kênh ESPN khẳng định Barcelona và Juventus đang đàm phán để trao đổi cầu thủ, khi Pjanic sẽ sang Newcastle còn Arthur Melo tới nhà đương kim vô địch Serie A. Một số nguồn tin khác như tờ Gazeta dello Sport cho biết Arthur là mục tiêu hàng đầu của lão bà. Song bản thân tiền vệ người Brazil lại không có hứng thú sang Italia chơi bóng. Hiện tại, Arthur vẫn còn giao kèo 4 năm với Barca, kèm mức phí phá vỡ hợp đồng lên đến 400 triệu euro, một con số không tưởng. Trong khi đó, theo Transfermarkt khẳng định Arthur trị giá 70 triệu euro. Rõ ràng, khi Arthur không có thiện chí chuyển câu lạc bộ, Juventus nhiều khả năng sẽ sang giao dịch với Chelsea, nơi Jorginho chắc chắn muốn tái hợp với ông thầy Sarri. Lúc này, Jorginho còn 3 năm hợp đồng với đội bóng nước Anh. Inter ra tối hậu thư cho Barca vụ Lautaro Martinez. Suốt thời gian qua, việc Barca theo đuổi Martinez đã trở thành đề tài được quan tâm trên khắp các mặt báo. Thương vụ này thực tế vẫn đang diễn ra mà chưa có hồi kết. Tuy nhiên, tờ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ Inter đang gây áp lực lớn lên Barca, yêu cầu gã khổng lồ xứ Catalan nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Sở dĩ Inter vội vã như vậy bởi họ cần chốt sớm vụ Martinez nhằm lấy ngân sách mua người thay thế. Phía Neu Zazuri đã xác định không thể giữ chân tuyển thủ Argentina nên không muốn thương vụ này dùng dằng quá lâu khiến bản thân họ hỏng việc. Tờ Sport cho biết Inter đã gửi tối hậu thư tới Barca, đề nghị gã khổng lồ xứ Catalan quyết xong việc chuyển nhượng Martinez ngay trong tháng 5 này. Điều đó đồng nghĩa Inter sẽ sớm nhận được tiền để chiêu mộ tiền đạo thay thế nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2020-2021. Hiện tại, Martinez đang có điều khoản phá vỡ hợp đồng là 111 triệu euro và Barca dĩ nhiên không muốn chi toàn bộ tiền mặt. Nhà đương kim vô địch La Liga dự tính trả cho Inter không quá 60 triệu euro tiền mặt, cộng thêm hai ngôi sao là hậu vệ Nelson Semedo cùng tiền vệ Arturo Vidal. Inter cũng đang cần bổ sung nhân sự và Vidal là một trong những mục tiêu họ cần. Dù vậy, đội bóng Italia muốn nhận được tiền mặt nhiều hơn con số 60 triệu euro để mua sắm hiệu quả. Tóm lại, Barca không còn nhiều thời gian suy nghĩ về việc chiêu mộ Martinez. Họ sẽ chỉ có nửa tháng nữa để đưa ra quyết định cuối cùng về phần Martinez. Tiền đạo 22 tuổi này một mực chỉ muốn gia nhập Barca. Anh khẳng định sẽ chỉ cập bến Newcastle hoặc không đi đâu cả. Và đây là tín hiệu tích cực với Barcelona. MU mua được Dembele với giá 62 triệu bảng. Theo tờ Todo Fichajes, MU từng cố gắng chiêu mộ Dembele trong tháng riêng vừa qua nhưng bất thành, với việc ban lãnh đạo Lyon đã đồng ý để Dembele ra đi với mức giá nói trên. Chân sút 23 tuổi người Pháp sẽ trở thành tân binh đầu tiên của MU được tậu trong hè này. Sau khi được Lyon mua về từ Celtic vào năm 2018, Dembele đã gây ấn tượng rất tốt khi đóng góp 44 bàn trong 88 trận đá cho đội bóng ở Pháp. Riêng mùa này, anh đã nổ súng 22 lần trong 42 trận cho Lyon. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Lyon vốn dĩ không có ý định để Dembele ra đi, nhưng rốt cuộc họ vẫn phải chịu nhượng bộ cho MU do ảnh hưởng của đại dịch. Cụ thể, chỉ vì Covid-19 mà ban tổ chức Ligue 1 mới đây đã buộc phải kết thúc mùa giải giữa chừng. Do Lyon đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng vào thời điểm Ligue 1 bị ngừng từ vòng 28 nên họ không có vé dự cúp châu Âu mùa sau. Juventus bác bỏ thông tin muốn bán Alessandro. Dạo gần đây đang có thông tin cho rằng huấn luyện viên Sarri đang tính đưa về Emerson, hậu vệ trái từng làm việc với ông ở Chelsea, đồng nghĩa tương lai của Alessandro bị đặt dấu hỏi. Sau ngày hôm qua, đích thân giám đốc thể thao Fabio Paratici của lão bà lên tiếng đập tan những tin đồn thiếu căn cứ. Trong những năm qua, Sandro là cầu thủ quan trọng của Juventus, điều đó quá rõ ràng. Cậu ấy hiện tại vẫn là lựa chọn số 1 của câu lạc bộ ở vị trí hậu vệ trái và vẫn đang duy trì phong độ tốt. Cậu ấy cũng chẳng có khúc mắc gì với huấn luyện viên Sarri và bản thân cũng không hề có ý định ra đi. Chúng tôi chưa khi nào có ý định bán Sandro cả, dù rằng Juventus nhận được một vài lời đề nghị cho cậu ấy, nhưng chúng tôi đều từ chối. Tương lai của Sandro là ở Juventus, chắc chắn chúng tôi sẽ không để cậu ấy rời đi trong tương lai gần. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay.
anh em hãy cho mình lượt share và comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.